Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, tối thứ năm, ngày 22 tháng 8 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Ninh. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 22 tháng 8, đoàn công tác của Trung ương do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đã về thăm và làm việc với tỉnh Bắc Ninh để kiểm tra việc thực hiện nghị quyết Đại hội 11 của Đảng, các nghị quyết của Trung ương, nghị quyết của Đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế xã hội theo hướng bền vững, đảm bảo an ninh quốc phòng và công tác xây dựng Đảng. Trọng tâm là sơ kết một năm thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay. Cùng đi có đại diện lãnh đạo các bộ, ban ngành của Trung ương. Tiếp đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm trại gà giống và dây chuyền chế biến thực phẩm của công ty cổ phần tập đoàn Dabaco Việt Nam. Đây là doanh nghiệp nhà nước được thành lập năm 1996 và được cổ phần hóa năm 2005, với ngành nghề sản xuất kinh doanh chính là sản xuất thức ăn chăn nuôi, sản xuất lai tạo giống gia súc gia cầm, chăn nuôi gia công chế biến thực phẩm theo quy trình khép kín, từ sản xuất và cung cấp con giống thức ăn, chăn nuôi tập trung, giết mổ và chế biến thực phẩm. Hiện công ty có trên 5.000 lao động, đang làm việc ở hơn 30 nhà máy. 7 tháng đầu năm, doanh thu của công ty đạt 4.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 60 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 85 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 5,7 triệu đồng một người một tháng. Công ty cũng kiến nghị Trung ương một số chính sách, quy hoạch vùng nguyên liệu sản xuất ngô, sắn, đỗ tương, phục vụ cho ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi, có chính sách hỗ trợ và đầu tư về công nghệ bảo quản, chế biến sau thu hoạch, thực hiện quy hoạch vùng chăn nuôi tập trung, tăng cường các giải pháp ngăn chặn gia cầm nhập lậu. Qua nghe báo cáo và thực tế đi thăm dây chuyền sản xuất của công ty, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng trước những kết quả sự phát triển nhanh chóng và vượt bậc của công ty, bởi cách đây hơn 4 năm, đồng chí đã có dịp về thăm công ty. Chỉ sau 4 năm, công ty đã phát triển mạnh cả về quy mô, doanh số và loại hình kinh doanh. Từ một doanh nghiệp với số vốn và tài sản chỉ có 657 triệu đồng, 28 cán bộ công nhân viên, qua 17 năm hoạt động, công ty đã trở thành doanh nghiệp mạnh của tỉnh và khu vực, góp phần chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp nông thôn, nâng cao giá trị trong sản xuất nông nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bắc Ninh nói riêng và của vùng đồng bằng sông Hồng nói chung. Tổng Bí thư mong muốn tập đoàn Dabaco tiếp tục phát huy thành tích, kinh nghiệm kinh doanh và truyền thống của công ty, tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh hiệu quả, tạo được sự cạnh tranh trên thị trường để giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, góp phần tích cực chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp nông thôn. Đối với các kiến nghị của công ty, Tổng Bí thư giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu xem xét và giải quyết. Vừa rồi là tổng hợp của phóng viên chúng tôi về chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn công tác Trung ương tại Bắc Ninh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.